Rồi các bạn, cái con mà con máy phát cỏ Aston mình biết rồi đúng không? Máy cưa Aston biết rồi đúng không? Này có máy xịt nước Aston. Máy xịt nước Aston giờ mình sẽ lấy ra để cho các bạn xem thử ha. Hàng thùng nè, máy xịt nước Aston hàng thùng. Đó, hàng thùng nè, đây là cuốn sách của nó. Đời này model Aston RE 110-120. Đó, đây là hình ảnh mẫu mã của nó nè. Sách hướng dẫn sử dụng, đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng. Quay để cho các bạn tham khảo thôi nha. Giá bán nó cao lắm, ít ai dám mua lắm. Đây, con máy nó đây các bạn. Nha. Đó, con máy tuyệt vời chưa? Nó kèm theo là một cái cần, cái súng. Trời, nó nặng nè. Cái súng cái đầu này là đầu đầu bét hả ta? Không, đầu nối. Để mình thử coi. Đầu nối. Đúng rồi, cái đầu nối. Úi, đầu bét. Đầu bét ta? Đầu nối. Đầu nối. Đầu bét đúng rồi. Nó vô đây. Đúng rồi. Nó vô đây nè. Vô khớp ra cây súng nè. Nó nặng lắm, hàng công nhận. Chuẩn không cần chỉnh các bạn, cây súng nè. Đây cò. Cò bóp sơ vậy thôi. Đây. Đây. Nãy khóa cò. Khóa cò, giờ anh mở cò nè. Đó. Hàng chuẩn không cần chỉnh ha. Rồi cái này bộ nối tay cầm đồ nè, tay cầm để gắn vô để kéo á, rồi ống xịt, ống nối nè. Hàng công nhận cái gì nó cũng nhìn nó cũng đã thèm hết nha. Rồi đây là cái máy. Ấy da, nặng. Ấy da, trời ơi. Đây một bình xịt xà bông, xà bông bọt tuyết nè. Rồi đây là mấy đầu quét nè. Đây mấy đầu quét. Rồi mình lấy máy ra rồi nha. Khoan, còn gì nữa không? Đây cũng cái bét nè. Chắc bét lớn, bét lỗ nhỏ bạn, lỗ lớn á. Rồi mình lấy máy ra nè. Wow, đây là cái máy của nó nè các bạn nè. Máy nó đây. Để mình chụp lại tấm ảnh nè. Aston. RE 110 ha. Máy rửa xe Aston RE 110. Đó. Ở đây là có hàng để gác súng nè. Đó, đó. Đây. Thông số đây. Thông số của nó đây nè. Rồi Maxen Aston China. Cái máy này sản xuất China hết các bạn. Bao nhiêu watt ta? À, 1,7 kg là có 1,700 watt à. Mazi by Aston in China, có nghĩa là hàng của Aston nhưng mà sản xuất tại China. Độ ồn 83 decibel, model RE 110. Đó, gác cái bộ này vô đây nè, tay kéo nè, không biết có rút được không, chắc có rút, không biết có rút được không, chắc không rút được quá. Nếu rút là nó phải có ống nữa chứ. Rồi vậy thôi. Súng ráp đầu bét, đầu bét này gắn vô đầu cây súng này đó. Bóp xuống lần này vô thôi.
Rồi cho các bạn xem thử cái cái bộ Estin để cho biết ha. Đây là vặn cái này, công tắc đóng mở rất là nhẹ nhàng ha. Công nhận hàng của Estin này, đây có chữ Estin nổi nè, Estin R. Đây là đường hồi nè, đây là đường nước xịt nè, các đầu nối nhanh không. Rồi, mến chào các buồng. Rồi, mến chào các bạn nha.